Bác nhá, lại là em Phạm Huấn đây. Đấy thì hôm nay bên em đang cái lô 20 con ấy, thì có một số con là em bốc cho khách buôn luôn. Đấy, bác ấy lấy chỗ này cơ bản là gần chục con. Đấy là lấy buôn. Thì bên em vừa sỉ vừa lẻ. Thì anh em các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn cho anh chị này. Dòng bên trong kia là ba con Chihuahua này, còn ngoài này là năm con Dienzo này. Đấy, bác ấy lấy cái lô 30 con em mới về thì bác ấy lấy buôn. Đấy, lấy buôn 8 con. Đấy, bao gồm 5 con Dienzo và 3 con Chihuahua. Thì anh em các bạn có nhu cầu về dòng máy phát điện Nhật bãi này thì có thể liên hệ trực tiếp đến hai số hotline của bên em đây để được tư vấn về cái dòng sản phẩm này nhá. Đấy. Máy móc còn rất là ok luôn, anh em các bạn thấy không? Đó thì các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào thì có thể liên hệ để bên em tư vấn này. Đấy, cái lô máy phát hàng Dienzo và hàng Chihuahua 2 ký 6. Anh em chạy điều hòa 18.000 12.000 PTU. Đấy, bóng sáng rồi nóng lạnh rồi tủ lạnh các thứ ok hết nhá. Đấy, chạy cùng một lúc luôn, rất ok luôn. Thì anh em các bạn có nhu cầu liên hệ. Đấy, đây là cái lô này em lên xe để đi cho khách đây. Đấy, khách lấy buôn 8 con này luôn. Rồi xin chào lại các bác video sau.